Bạn đã bao giờ nghe đến món cá thu cuộn? Nếu chưa thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn món ngon đặc sắc này. Đầu tiên, cắt bí xanh, bí vàng thành những lát mỏng dài. Tiếp theo, trụng sơ lát bí vào nước sôi, rồi bỏ nhanh vào nước đá để bí được dai dai, dễ cuốn. Bây giờ thì chuẩn bị nước sốt cho hoàn hảo là có thể bắt tay vào cuốn cá được rồi. Đặt bí xanh, bí vàng lên nhau như thế này. Thêm thành phần chính là cá thu, xà lách rocket, nước sốt đặc biệt, rồi cuốn nhẹ thật đều tay. Vậy là có ngay những cuộn cá xinh xắn rồi. Miếng cá thơm lừng vị biển được gói gọn trong cái giòn giòn sực sực của bí, cùng chan hòa nước sốt tỏa lan nơi đầu lưỡi khi ăn, sẽ khiến bạn mãi vương vấn hương vị này.